Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị thưởng thức sấm giảng quyển nhì của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đây là quyển kệ dân của người khùng, tức quyển nhì Đức Thầy đã viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939 tại Hòa Hảo, 476 câu. Quyển này khởi đầu bằng câu "Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế" và chấm dứt bởi câu "Ta ra sức dắt dìu ba tánh". Kính mời quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô vương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay chẳng ai biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thua. Thương hại bấy lễ dân đức cơi ruột thảm, vợ con đói rách đùm đeo. Gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gấp, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Nẻo thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rủi mai một la. Ai phú quý giàu đài ra, các ta điên cùng thương hết thế trần. Quyền chúng mi sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiếc tình mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần ơi lừa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương với mũi cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều báo ơi là, ráng tu tâm dưỡng tâm coi đời.
coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thanh. Cuộc dương thế ngày nay mong mươi mạnh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xả thân tầm bát nhà thoảng, sao mới khỏi hầm tha xấu bác. Đến chừng đó bốn phương có ơi chặt khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, vọng cửu quyền sớm tôi mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa kho xanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy tới ơi thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặt ba tánh đời này gì nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng mi ba cơ tiền, mà dương thế cứ theo biến nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác như thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thường Phật tiên với thanh. Khuyên trai gái học theo không hơi mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết khổ người, mà làm thói điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dĩ kỳ. Nó ơi trong ai hiền đức cơ nhu mì, xác phạt kẻ bội cha phàn chua. Đến chừng đó thiên la lưới ơi bùa ơi, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học mi tả đạo làm điều tả mi,
theo vị đoan cung kiến tinh tà. Thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghinh tân yểm ơi cựu, học ai mà ngăn ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh về Phật trời, chẳng có kể công sanh dường dục. Thượng lệ thư bài tường trong mi đục, mặt ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng mới nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, non chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt phiên người tình ơi ngộ, giả bán buôn thức kỳ giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ ơi màu, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài bá nghĩ tanh. Nghe điên dạy sau này thơi thành, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Đừng có ham lên mặt khùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới ơi kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thanh. Đức mình chúa chẳng ai dám ơi sánh, xưa mạc thương phùng mi gái non kỳ. Bởi võ vương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm bay thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ. Được thanh thời nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây ba thất niên chủ ơi lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương minh vương bắt trước thuấn nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương
trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút mưa tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tịnh khùng không có, ép cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nể vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc xảy đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ông dịch cũng đừng mời thính, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy gìn lòng chớ khá dệt thiêu, nói xiên xỏ cũng không no beo. Đời quân hạ ngày nay mộng mươi mèo, khuyên thế trần hải ráng kiên dèo. Mặt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quy. Trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kệ sơ, cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết lời. Dạo Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến Tần Hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sao tình nhiều điều tà mây, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chanh,
chừng lập hồi xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tâm thân già ca. Cánh trần thế mặt ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý ơi hiệp, mến những ai biết kiếm mưa đào màu. Cảnh tây thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an giường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bề ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng ơi lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tịnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hãy nên sai lánh, theo gương hiền trao sửa làm người. Sao tà tinh ăn xong nuốt tươi, mà bá tánh chẳng lo cài thiền. Miệng dương thế hay bài nói quyền, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giới rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhơ bờn, ráng giữ gìn phong nguy qua nước nhà. Câu tam tùng bọn gai nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn ơi sèn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bùi. Kẻ phú quý đừng dông cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mặt bá tánh chẳng theo học hỏi.
A-di-đà nhìn xem khắp ơi cõi, đặng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh ơi thức, kiếm đạo màu đăng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhốt nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tửu điêm ta nên sai lánh, tử đổ tường đừng có nhiệm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tịnh nay đã gặp với cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dài. Nên khổ lao khùng không có ơi này, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ít kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vôi, số thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm mưa làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lề thư biên duy thương hải, dùng phép mưa màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng to hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều ma mị, mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Dương ngự chốn mưa Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trùng giới hiểu ta nên cao trịa, hiền giới lương bốn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương,
sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chơi có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn ơi tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già có ơi nghỉ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rè. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây giới ơi cùi, đắp xi măng sơn phết đưa đặt tên. Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải ơi hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngồi tam bảo hãy thờ trần đòi, tạo làm chi những cốt với hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Khùng dưng lệnh Tây Phương Phật tổ,
nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đắng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh qua lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tay ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có ơi mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Linh Quan Âm dạy biểu khung tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò, khi mượn kinh luân tùng mương lấy tiền. Chốn diêm đình khi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tú tạo nhiều chuông mõ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ ơi quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây đông lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh nơi khổ, xuống quỳnh mình tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước định ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu ơi gạo, mở lòng nhân tiếp mi trước mới là. Làm hiền lành hơn tung hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ó reo. Đã chánh đạo thêm còn sức cơi khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Viên mười ơn mới đạo làm con,
lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đám được về cực cơi lạc, thì giàu sang được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ sát nhiều tiền lo lo. Kinh giới sám tụng nghe thành nơi thoát, lũ nhưng bông tập luyện đã rành. Đấu với đời kèn trống nhịp xanh, làm ăn rập đặng đòi cao gia. Tâm trần tốt còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tú bài điều tạ mi, mà dắt diệu bá tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc Phật lớn chùa cao bối ơi rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cũng chè sôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lo. Tăng giới chúng mưa ăn đồ ơi ngọt, nên bày ra cung kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cúng giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát ngữ Phật. Nay nhằm lúc mùa màng ngập ơi thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đoan. Ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là báo quy. Nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hơi say mê, khùng chỉ rõ đường tà neo chân. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác ngư phàm dình đạo thích ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang giàu chẳng xó cứ thương dùm. Có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi.
Phật Tây Phương dung tánh từ bi, đâu túng thiếu mà quơ mà tơi. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diệu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế? Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắn công tôi đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Cùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tỉnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giang năm canh, về thượng giải tâu qua thường đê. Số tội ác thì vô số ơi kể, còn làm nhân thì quá ít cơ oi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tâm màng. Đường đạo lý trở nên chán ơi nàng, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào tri. Sao đến Việt Sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta
dạy dỗ là vì tình thiệt cho ba gia rõ biết người cùng thấy dương trần làm dữ làm hung nên khuyên nhủ cho người lương thiện chữ lục tự trì tâm bất viện thì lắm nguy có kẻ cứu mình ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức trong ba tánh từ nay buồn bực khùng yếu dân chỉ rõ đạo màu ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chăng chấp việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hài ráng tu hành cầu linh hồn cho được vãng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước hãy tưởng Phật đừng làm bao ngược ta phần hồn vào khắp thế gian vào xác trần nước mắt chứa chan khắp lễ thứ nghe lời thì ít chốn sơn lạnh bây giờ mù ơi mịt cho nên dân dạy vắng nghe lời kể từ nay nói chuyện chiều mới chớ chẳng nói giống dài khó hiểu cờ đã thất còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt mi làm chi ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn chừng lập hồi khỏi thùa khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi ta ra sức dắt dìu bán tanh bửu ngọc vàng lai rõ đào màu sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu kỳ giả thức tâm tìm đạo lý hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu nam mô tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh a di đà phật nam mô a di đà phật